Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Mã Vạch. Thì tiếp theo series giới thiệu về những chiếc máy in tem Nhật Bản, thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một dòng máy in có model RING 408PEI+. Thì đây là một dòng máy in em đối với dòng RING 412PEI+ mà em đã làm một video giới thiệu trước đó. Thì mọi người hãy cùng em khám phá cũng như tìm hiểu xem sự khác biệt cũng như là khả năng đáp ứng của dòng máy này đối với những con tem Nhật Bản. Thì đây là dòng máy RING 408PEI+ mà em muốn giới thiệu với mọi người. Thì nó cũng có thể lấy ra được những con tem Nhật Bản như thế này nha mọi người, những con tem dạng vải và có những cái thông tin trên này. Thông tin trên này thì do mình có thể là tùy chỉnh và có thể là thiết kế in bất kỳ những thông tin nào. Thì em giới thiệu sơ qua về một số thông số của chiếc máy này để cho mọi người hình dung hơn ha. Thì đây là một dòng máy in dạng desktop để bàn, nên thành ra mọi người có thể thấy là kích thước bên ngoài khá là nhỏ gọn, giúp mình có thể để trong nhiều cái không gian, rất là tiện ích và tiện lợi ha. Đi sâu vào bên trong một xíu, đây là phía sau này là khu vực để mình có thể là để cái cuộn nhãn ruban của mình ha. Nếu như lớn quá thì mình có thể để phía sau và để một cái gác giấy ở phía sau. Mình có thể để một cái gác giấy phía sau như thế này nha mọi người. Sau đó mình sẽ để cái nhãn ruban lên, mình có thể luồn tay trước và in nếu như mà cái cuộn nhãn của mình lớn ha. Rồi tiếp theo cái phần trước này thì mình có thể lắp được, đó là cuộn mực. Cái cuộn mực mà máy này sử dụng dài là 300 m nha mọi người. Đây, mọi người có thể xem. Và cái thông số quan trọng của cái dòng máy này đó là cái đầu in của nó có độ rộng là 4 inch, tương đương với là tầm 105 mm nha mọi người. Này thì tầm 105, và độ phân giải của dòng máy RING 408 này đó là 203dpi. Đây, có độ phân giải là 203dpi. Cái dòng máy trước mà em giới thiệu với mọi người đó là RING 412 thì nó có độ phân giải là 300 dpi. Thì đây là một trong những cái sự khác biệt lớn và rõ rệt đối với hai dòng máy này. Độ phân giải 300 dpi thì cho mình cái bản in nó được sắc nét hơn, còn độ phân giải 408 này nó cũng cho mình được một bản in nó rõ nét và cũng đầy đủ chữ. Thì em sẽ tiến hành in thử cho mọi người xem để mọi người có thể đánh giá và thấy được sự khác biệt của hai cái dòng này ha. Ok, thì trước khi in thử thì em cũng giới thiệu tiếp về một số về cái cổng kết nối của dòng máy này. Đây thì mở cho mọi người xem luôn ha. Thì phía sau mọi người có thể xem, thì đầu tiên đây là dắt nguồn này ha, và đây là cổng kết nối USB này, kết nối trực tiếp với máy tính này, cổng kết nối RS32 hoặc là cổng LAN. Thì đối với dòng để bàn mà có cổng LAN thì đây là một cái điểm cộng khá là lớn để mình có thể là nhiều máy tính cùng ngồi bộ trong văn phòng của mình có thể là in cùng với một máy in, mình không cần phải cắm qua cắm về cái cổng USB, tại vì USB là một máy in chỉ xài một máy tính ha. Rồi, thì bây giờ em sẽ cắm vào, mở máy lên và tiến hành đi thử cho mọi người xem. Đây, đúng rồi, em sẽ đi thử cho mọi người xem. Thì đây là cái phiên bản tiêu chuẩn thì nó chỉ có máy thôi, hoặc ngoài ra thì nếu như mọi người muốn là lắp thêm dao cắt để lúc mà quá trình in xong nó từ cắt như cái video RING 412 trước mà em đã in cho mọi người xem, thì mọi người cũng có thể là chọn thêm cái option dao cắt. Đây mình có thể in ra này, này mọi người có thể thấy không? Này, thông tin trên này này. Còn cái khoảng trắng này ấy, thì do mình cài đặt, mình muốn nó dài bao nhiêu thì nó dài bấy nhiêu à. Còn cái thông tin chủ yếu là thông tin ở trên này. Mục đích của cái khoảng trắng này để cho mình là mình cột lên trên những cái đai quần, đai áo, hoặc mình thắt nó lại để mình gắn lên trên kia trong quá trình chặt nó không bị rớt ra ha. Em sẽ in một vài con ha. Như mọi người thấy, nếu như mà mình sử dụng cái dòng máy phiên bản tiêu chuẩn này không sử dụng cho cắt thì bắt buộc mình phải cắt bằng tay những con tem sau khi mình in ra như thế này đó. Đây, phải cắt bằng tay những con tem in ra như thế này. Hiện tại cái dòng máy RING thì nó có hai phiên bản chính, một đó là RING 408, hai là RING 412 như video mà em giới thiệu với mọi người trước kia. Còn đây là dòng máy RING 408 thì nó, mọi người thấy nè, cái nét chữ của nó nè, đây nó vẫn rất rõ ràng ha, rất là rõ ràng. Đây em sẽ lấy một cái của RING 412 đã in trước cho mọi người xem để so sánh này. Này, cái bên tay trái của em này, bên này này là RING 412 ha, còn bên này là RING 408 ha. Mọi người có thể xem ha. Cái nét chữ của RING 408 cũng rõ ràng sắc nét này, nhưng mà nó hơi vỡ hơn, hơi răng cưa hơn so với 412. 412 in nó sẽ mịn và nó sắc nét hơn. Nếu như mọi người có nhu cầu in những con tem mà nó nhỏ, chữ ở cái chữ đây này nó rất là nhỏ, mọi người phải sắc nét, phải đẹp thì cái phương án mà chọn 412 là hợp lý. Còn nếu như mọi người muốn in những con tem mà cái chữ như thế này cũng ok, cũng chỉ cần là rõ nét và tiết kiệm được cái chi phí của mình thì mình có thể là chọn lựa cái phương án đó là sử dụng máy RING 408. Mặc dù cái độ sắc nét cũng như là cái độ rõ nét của nó không cao bằng RING 412, nhưng cái dòng máy này nó vẫn đảm bảo được hai cái tiêu chí quan trọng để mình có thể là in được tem nhãn là, đó là một, đó là in được những cái tem nhãn dạng ru bằng, nhãn vàng như thế này. Thứ hai là nó in ra sử dụng với chất liệu mực tốt thì nó sẽ không bị bay, không bị phai sau quá trình giặt. Thì ở đây em cũng chuẩn bị một cái gì ạ? Ở đây là những cái bột giặt ha, xà bông ha, em đã chuẩn bị trên này thì em cũng để vô em giặt cho mọi người xem luôn ha. Đây mình ngâm vào nước này, đó, sau đó mình vo này, em vo mình luôn nha mọi người. Mọi người có thể thấy không? Ở đây là bột giặt ha, em đang ví dụ thôi ha, coi như đây một cái quá trình mà mình bỏ vào máy giặt hoặc là mình giặt tay ha. Đây, đây mọi người thấy em vo khá là kỳ ha, có thể nó sẽ không phải lâu như kiểu bên máy giặt nhưng chắc chắn là cái chiếc máy này nó in ra nó đảm bảo là không bị bay, không bị phai nét, nên mọi người có thể xem mà đây chữ in ra này. Em giặt thì nó chỉ có là nhăn và mở thôi ha, đó mọi người có thể xem ha. Thì vừa rồi em đã giới thiệu cho mọi người về những cái thông số cơ bản cũng như là cái cách hoạt động của dòng máy RING 408PEI+ này. Đối với cái công việc mà in ấn tem nhãn giặt là thì mọi người có thể thấy thì nó có thể là hoạt động rất là tốt và đáp ứng hầu hết được các tiêu chí của trong cái việc in ấn tem nhãn này. Thì hiện tại trên màn em đây em đang giới thiệu với mọi người đó là dòng RING 408PEI+ ha. Thì nó có hai cái phiên bản, một đó là phiên bản tiêu chuẩn thì mọi người có thể sử dụng in ấn như ban đầu mà em in, thì khi in ra con tem nào cắt con tem đó, hoặc là mình có thể là sử dụng cái phiên bản nâng cao hơn đó là có gắn dao cắt, thì khi mọi người in tem ra con nào thì nó sẽ tự động cắt con đó, thì tùy theo cái mức chi phí của mình hoặc cái công việc của mình như thế nào thì mọi người có thể lựa chọn được cái phiên bản nó phù hợp để mình sử dụng và in ấn để phục vụ tốt cái công việc của mình. Thì nếu như mọi người cần tư vấn bất kỳ thông tin gì về những cái sản phẩm này, máy in hoặc là tem nhãn liên quan tới cái ngành giặt ủi thì mọi người hãy liên hệ tới công ty Thế Giới Mã Vạch qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioimavach.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.